Chào các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Sóc hàng Accenture trên 10 Movistar, độ thế này mới dám gọi là khủng. Phan Châm Ha đã bảo thích ngay chiếc Accenture trên 10 này từ cái nhìn đầu tiên, bởi sự phối màu đầy tinh tế từ dàn áo đến dàn chân. CDKT Movistar M1 gắn thêm cái đầu Novo 5, chó đèn theo phong cách cổ Racing. Dàn đuôi thì vẫn giữ được nguyên bản cùng với cái Bazaar GP. Có lẽ chủ nhân là người thích xe dịch đó đây. Mời anh em cùng xem tác phẩm tuyệt vời này nhé. Accenture 550 Movistar được design khá đơn giản so với phần nguyên bản. Sau khi loại bỏ chó đèn pha thì hai cây đèn LED L4 và gương cầu được chế mũ ở phần mặt nạ chiếu sáng. Xe gắn kính Resona Elite, thêm cái Koso Vidima gắn ở chân kính phải, bao tay Spider cùng chung Resona. Ta thắng DMV thương hiệu chất lượng từ Taiwan. Xe gắn cặp phục trước Racing Boy CNC, đĩa gây phơ xe lớn với lòng đĩa CNC. Heo Rebel Hybrid đối xứng logo lớn được gắn bằng dàn ốc Titan đầy cứng cáp, dập cốt Isana, thêm phần trang trí cho dàn đuôi đầy đỡ bật. Nội công chưa rõ, thấy cái lồng YCS chắc là đi cùng với trái 62 rồi. Phục Holden hàng hiệu là những món đồ chơi cực kỳ nổi bật trên chiếc xế. Heo sau Rebel Hybrid đối xứng logo lớn như heo trước. Gạt tay cũng được ốp carbon fiber hiệu ứng 3D đầy mê hoặc. Xe xài cái đĩa Aiki sên vàng DAD, bộ Aramid Carbon chính hãng nhưng khác hẳn so với hàng phay. Cặp mâm thì ASIO cùng với cái vỏ là Michelin Body Chip cho xe thêm phần hầm hố và mạnh mẽ. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại clip tiếp, nhớ like hoặc share nhé, subscribe.